đâu lúc mới đầu xong á mà tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Đi. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cho bé, xong rồi bán cho tiền bé đi hết cho anh chăm con. Chưa anh cưới chưa. Rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ với quê mang tiếng cho bố mẹ này không giấu, mẹ giấu không dám nói. Thế lúc mà con vào bệnh viện thì không có tiền bán hết, bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về, rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Còn đi hát đi nhậu nhà hát ok thì cũng có hai ba lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Để hàm râu nữa là giống luôn à. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào. Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi, ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. Bán rau. Dạ. Chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì Minh để râu bán râu. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Còn mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Lâu chưa? Lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa ông anh họ, xong rồi dẫn lên nhà chơi và biết con bé này lắm, con bé này thì tao mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống và đi dẫn tán gái đi tán con buồn mưa á, không thấy buồn. Lần đầu tiên gặp ông thì cũng thấy ông không có đẹp trai như bây giờ đâu, xấu lắm. Nhưng lúc đó thì tóc có tóc không? Có tóc không? Tóc râu thì cũng chưa có đâu, không thấy lúc đó có tóc không có râu. Mấy giờ bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ông vô nhà ông cười đấy, ông cười ấn tượng cái nụ cười của ông ấy, xong rồi là thì ông thật thà. Cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì có không? Ngày đầu tiên thấy người nó nhe ra hai cái răng khẩn của nó lúc hay thấy ấn tượng á. Quen. Cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, hơi kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Yeah. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Đã rất quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy mặt đèn xanh nữa rồi mình thấy và chắc được. Ủa, mặt đèn xanh sao? Nhờ tôi nghĩ là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình á. Em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, hồi xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tín tèo này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mình em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy đó nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen. Mỗi lần em đến chơi phát hỏi khi mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau ấy, mấy giờ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc tọt nó lên. Vậy hả? Ủa nhưng mà làm sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu dẫn nó đi bụi đời cả tháng chờ được tháng không đâu. Mấy tuần nữa là đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Rồi xong rồi bố điện thoại cho Minh luôn à hay là điện thoại cho Kim Anh? Điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về mà đi neo lên xe đi, ông này ông đâu có thằng bạn nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá ở trong ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, ở chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì hả mũi cắn chết. Có nhà đâu mà trong túi không có tiền mà tại vì ông dẫn con gái người ta đi nữa rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài sao? Ăn hò cà phê thì sao? Đi mượn ấy, đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty, cũng có bạn bè. Thì ghé có mấy thằng mượn ít, rồi xoay sở đến kiếm nước Nam. Lúc đó em làm cái gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm, mấy xã bên đến 17 đông lắm. Rồi em sao lúc sao? Đó em xử lý một số thằng quen thì kêu bảo anh nhỏ tao địa đó tụi bay tốt nhất gì ăn đi tụi nó bật đèn xanh cho tao tụi bay đừng có ghé.
Sao bắt đầu mình không nghe đâu, hẹn đợi cái ngày mà thường ở dưới quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy, mình ngồi gần kế đó mình thân mật tí xíu bên kia tự động ra. Có nghĩa là em dẹp loạn bằng cách đó đúng không? Dẹp loạn ở đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi, nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ổng tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn luôn. Không, không có, em còn cũng... có được chiếc khăn tay. Không tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á, không mua lấy một cái bông tặng cho bạn gái luôn. Không tặng rồi, luôn. Không tặng. Không biết thằng nào nó tặng. Hôm đấy thằng ấy tặng, nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu trọc chuẩn bị về rồi, thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia, ông tức quá. Nhưng mà bảo nhận tớ không làm được. Ông mời ngày hôm sau con để em để cái bông ngay chỗ cái bàn ấy tớ. Bông thì xấu quá quất đi rồi. Vậy hả? Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi, nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không bà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trần xa. Đâu nuôi là ở đầu xanh á, là tự nuôi tại vì có thai trước, gia đình hai bên không biết. Đi. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé, xong rồi bán cho chuyện bé đi hết cho chăm con. Chưa nhắn cuối chưa. Rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ ở dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi, bây giờ không đủ tiền nữa không gọi cho bố mẹ. Xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về, rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Nhưng rồi. Mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Và thậm chí là ly thân, đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không, nhưng mà lúc sau là thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không à? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ trường. Cãi nhau nhiều, hồi đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm. Chị Hồng Vân nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm. Muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bể lợ bên Bình Dương đấy. Đi buôn bên Bình Dương là bể, thì lợ bên Bình Dương là bể buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Em hay sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm... Mới đây thôi, 10 năm nay. 7-8 năm nay, 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Đúng rồi, suy nghĩ lại. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Tại đấy đâu có nhà cửa đâu bạn. Thì được cái chủ nợ nó cũng giá hạn cho mình nên nó chấp nhận. Cái này em thu nhập tiếp người uy tín các bạn, là nó bảo thôi bây giờ mà tao làm ăn được tao trả, bây giờ đòi tao bỏ đi chứ không phải khách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo trước giờ thời sinh viên mình thường nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau ở đấy ngày mình kiếm được mấy triệu em nha, mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dành. Thế nó bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm. Sau rồi tới lúc nổi tiếng luôn, mình hình nhìn nào nào mình thay đổi cũng được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn là 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chuyện của chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Chồng, anh ấy đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi, đó, bây giờ đã cải tà quy chánh rồi, đó. Nhưng mà còn sót lại cái gì không? Em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Nhiều lúc nóng hay nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, như làm tổng gắn cột càn, không được mềm nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng nở lắm, cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghĩ, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không, kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy. Ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đó. Cái bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, còn cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Vẫn tán hả? Tán như thường, nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư, tán thoải mái. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi không rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa?
Sao em nhìn ngon với. Úi giời ơi, biết bao nhiêu cái là ngon luôn đi. Ngon quá. Úi giời, cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Không, con không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi con. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát đi nhậu nhẹt hát ok thì cũng có hai ba lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá em tát cho một tát. Tát ai? Ông chồng. Ủa rồi bánh đại karaoke luôn hả? Ông coi như lặng thinh luôn á. Lặng ơi, đứng hình luôn, đứng hình luôn. Tức em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Đó thì đó đấy, em đi đâu đi hát karaoke mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô giờ nó làm cái choáng váng luôn rồi cầm cái ly bia này. Là em đứng hình đó đúng không? Đứng hình. Tôi uống hết đi bia cho nó đỡ quê. Đỡ nhục đến giờ chạy về hết luôn. Mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Tối về có gây lộn không? Tối hôm đó có gây lộn không? Có tức nhưng mà con biết ông xỉn rồi thôi. Ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi rồi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì vậy, có mấy cái tật vớ va vớ vẩn mấy tội đúng không? Bây giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Chị mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí, lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu lâu thôi, khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Thay vì bây giờ người ta làm giỏ hoa, mình làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ, nhiều khi hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tự nấu nướng ăn được luôn á. Chị đó. Là chị thích. Nếu mà giữ cái hoa với cái rau, chị sẽ nhận cái giỏ rau. Cái hoa mà nấu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Bây giờ tới mình đó. Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chị nóng tính thôi. Chứ hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dậy mày có phước. Mà mấy bà đâu gặp lúc tôi với nó cãi nhau rồi mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Ăn bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết được đúng không? Cái gì lúc ăn mà đỡ nóng thì nhịn đi được, nóng lúc đấy nó bất hay. Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai lầm hay là nỡ về kia. Ăn nó nóng thì nhịn đi, lúc ăn hết nóng thì nói này cũng được. Chứ đừng trước mặt em Úc mọi người nói là kia nó bất hay. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng. Cái cặp này còn thiếu cái gì nữa nè? Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau đó. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là mình có một cái lời gì đó ngọt ngào, có bày tỏ một cái lời ngọt ngào với vợ. Đó, cái ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm. Anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở tại nơi đây. Đó. Được không? Và lưu lại luôn đó. Sau này mấy đứa nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh nghĩ nó thể hiện tình cảm mà. Rồi, đúng rồi đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn đó Minh. Mười bảy năm nay hôm nay em mới mặc đại cái áo cưới lần thứ hai. Hôm nay anh mình không gọi như là để nhớ là ngày đầu tiên mặc áo cưới. Và hôm nay vợ chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi một xíu. Vợ có muốn nói gì vợ với chồng bày tỏ không? Đi chứ vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con, cố gắng làm. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em, biết lo cho vợ con lúc mà đói khổ, cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Nói đi vợ yêu chồng. Trời ơi. Ý anh Vin chảy nước mắt kìa. Trời ơi. Thật ra là mình rất là ngưỡng mộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Và bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lây. Đó thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa để mà cho cuộc sống nó ngày càng tốt đẹp hơn nha. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha. Dạ, em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi, em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail ở quê luôn. Mở tiệm nail. Làm nóng nữa phải không? Ừ. Quê gọi là nóng. Đây. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ, em công tác bên nhạc cụ đám cưới. Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Bây giờ hai em
kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào. Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai hết trơn á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh, em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở Sài Gòn. À, dạ. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về. Em về nhà xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì chứ, chưa có ngỏ ý gì nhau chứ. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em vào đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê là em xa đúng không? Dạ, em lên Sài Gòn, chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi, tai mắt hết rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Lúc đầu thì ảnh nói chuyện nó nghe chững chạc lắm, cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen ta rồi em... có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. Ông anh ở dưới quê chơi thân, cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à, mà dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ gây đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quán quán cái gì vậy? Nhưng mà mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn, mà tỉnh bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái nói tại má anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đè. Em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà dạ, khiến cho em quyết định là có mém mấy chơi á, chia tay á. Dạ, là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê, ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình like á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết, trở về, đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai, ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông nội làm như ông có cổ phần với khách sạn hay sao? Tại em, cái tính em hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà, hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật, lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng. Em khóc cho chồng em thấy không, là không là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, cứ rất nói. Là buồn. Em mới đánh đổi. Em tha thứ hết cho ảnh, giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình. Em dành cho ảnh hết, tha thứ hết. Để nếu mà sau này ảnh biết, ảnh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em. Rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là ảnh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau cái
mới đi ngủ. Trời đất ơi. Đó, tại vì, tại vì trước đó là ăn sâu. Không, con hứng ở đâu mà. Không, không, là ngay lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nó là nó quá tuyệt vời. Tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi, bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có. Đã thay đổi rồi, nhờ em nghe kinh Phật. Dạ, về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn? Dạ. Lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì, anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn. Anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy, người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ, giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng rồi. Còn cái gì nữa không? Còn. Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không, chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng dạ, không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Ví dụ mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm hay chưa nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em mà em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn, cái người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ơi hết là gì hay anh nói em vậy đó mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay mà cái chuyện mà liếc vậy là thấy có con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới mới mua cái vàng đồ là buổi tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em mà những người gây ra chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ chạy chở về nhà mẹ đòi ly dị, hai đứa đi vậy đi, chở em luôn, vợ em đòi, em đòi đi về, em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái hả anh quay qua anh nói là khỏi đi, khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi, xong đùng đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở về nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em á, chả gì chả gì nhà mẹ với quê đúng không? Dạ anh đùng đùng lên, ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ủa ba cái đêm qua coi nè, vợ con hả, mà giờ nó đòi gì bển, con chở nó gì bển, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè, là la bà Hải đúng không? Là tự nhiên nhảy khơ lên vậy, ảnh là có cái chuyện gì là anh cũng nhảy cựng lên vậy giống nha. Giống như chiếc phèo vậy. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Chở em về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi ở nhà ảnh thì anh nói chuyện nó hả lên mặt lắm, về nhà em á giống tỉnh queo vậy nè, xìu xuống. Anh nói là lúc đó là anh chở em về xong là anh đi về luôn, mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngõ ngoài giống hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi. Năn nỉ lại chứ chẳng nên nỉ mắc vợ sao. Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao vô rồi là làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi, mẹ em khóc hoài, em khóc hút hít vậy cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa. Cái xong cái em sợ á là lạng mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa, cái bà sợ quá bà đi qua bớt dầu ha cho em rồi. Cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chân khóc luôn. Xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu cái xuống tim cái dạ. Xuống tim dạ. Rồi sao xìu rồi ngủ tới sáng thì thôi đó, chứ không có gì hết. Không, xỉn là bất hàng nổi. Không xỉn là chắc cũng không có tha đâu á. Không xỉn là không tha đâu. Tha đâu. Đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á. Ví dụ như ngồi trong bàn nhậu mà 2-3 người, trong đó nó ghét 2 người thì nó cứ ra mặt nạt nộ gì đó, bỏ đi, không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, vậy là em muốn về vợ em sau này thì sẽ sửa cái tánh mà đánh đá tí xíu đó, dù như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta với chồng con với chồng vợ với chồng. Rồi sao nữa, còn tật xấu gì nữa? Cô ấy có tật xấu không? Kể có, đi cũng có vậy, có kể đi. Mà lên đây cũng quá em quên mất tiêu. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không?
thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi. Thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này thì hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Trời muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi. Thì đừng có phan thôi, hiểu không? Đứng lên. Đứng lên, mà có gì phải ngồi vậy? Ôm vợ cái đi. Sự đó rất là đẹp luôn quý vị, đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá không, trời quá đất. Nói gì tới phải về phan cái gì. Chồng đã. Trời ơi, xuống ngay cái đồ phan hoài. Hai chồng đi cái khổ phan quá. Ta chưa có con mà. Kiếm con chứ. Ủa có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì? Tính tình. Bớt gọi là bớt thật đi chút xíu, có nghĩa là giấu cảm xúc chút xíu. Dạ. Không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ. Dạ. mình nén lại chút xíu. Dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu. Đó thì cuối cùng. Bởi vì còn vợ sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết. Nhưng mà có cái là nhậu vô á, điên lắm. Ai mà khích ảnh á, giống như có ông anh nó hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt em không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vỡ mà nói như thế, cái xong ảnh bị kích động á, dễ kích động á. Thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Dạ. Còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè. Dạ. Đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á. Dạ. Thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Dạ. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Dạ. Ví dụ vậy. Dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Dạ. Và họ sẽ sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con vợ mày tao thấy vậy mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt mày, nó leo đầu mày, nó ngồi thế này nó kia, nghe hoài. Dạ. Nghe hoài lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em. Dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em. Ừ. Em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng. Bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng. Mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Ừ. Dạ. Ha Gương. Dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha. Dạ. Lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết. Dạ. Và hạnh phúc. Dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. 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 Ok. Thôi giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. Em năm nay 31 tuổi. 31. Dạ. Ừ. Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm DJ. Wow, DJ. Làm gì thấy chưa? Là bây giờ là em vẫn đánh trong các sàn đúng không? Dạ đúng rồi, em vẫn hoạt động ở trong các club vào ban đêm ở khu vực Bùi Viện và Quận Nhất. Ồ hay quá. Bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xảo khuyên. Sở khuyên đúng không? Dạ. Cái này chắc là vợ dạ, em sở cho em thí nghiệm, bật thí nghiệm. À vậy đó hả? Thí nghiệm. Sở đâu? Dạ. Nó sở tài leo kìa. Bốn cái hộp ở trên lỗ tai. Trời ơi. Ê. Ô, cưng sở bằng kim hay gì? Dạ, bằng kim chuyên dụng ạ. Bây giờ chàng DJ và cô gái sở khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em. Ừ. Là bạn này thì mới rủ em đi chơi chung, có nghĩa là hai cặp là, nhưng mà chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái. Còn em chỉ là đi chơi thôi. Đi là tức là đi theo cho có tụ đó. Dạ. Vậy cái tụ kia có dính không hay là chỉ có tụ này dính thôi? Có tụ này dính. Cái dòng đời nó vậy đó, bởi vì chị hỏi liền đấy không, dòng đời nó ngược ngạo lắm, thường là vậy đó. Ừ. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài. Dài lắm ạ. Bây giờ còn dài không? Dạ
vẫn còn ngang lưng thôi chứ lúc trước là tới mông luôn, qua mông luôn. Dạ. Bây giờ vẫn dài luôn ha. Dạ. Thì chưa thấy mặt nữa, nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi. Mới nhìn phía sau sau đó mà thấy lạ rồi hả? Bạn này bạn là tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ, nhưng mà cái lúc mà khi mà em nhìn đằng sau em thấy tóc dài vậy, đến lúc mà em cận cái mặt lúc mà quay lại á, thì cảm giác em sao? Dạ, em thấy bạn này cũng xinh. Quá đẹp chứ xinh gì? Đẹp chứ xinh gì? Quá đẹp luôn, đúng không? Dạ, thì đối với em lúc đó là bạn này rất là ok. Trái tim là xuyến xoắn liền đúng không? Biết sao không chị? Dân DJ á là gặp gái đẹp nhiều lắm. Gặp gái đẹp trong pub, trong club đồ nhiều lắm. Đó, cho nên là gặp cô này thấy cũng được thôi. Đó. Nhưng mà ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ, lúc đó thì em không có ấn tượng gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Vậy như vậy là em kêu Nguyên bằng em rồi. Dạ, xưng tên. Dạ, xưng tên thôi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la vậy đó. Cái mình biết là bạn thích, cái mình cứ né né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi, biết người ta thích mình cái là mình cứ né né. Nhưng mà làm cách nào để mà em cua được người chị này? Em nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo, mình lãng mạn rồi ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Đâu kể cho anh nghe một số cái chi tiết lãng mạn là sao? Những cái phương thức mà em cua chị. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học Anh Văn trung tâm, thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù em không thích Anh Văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua. Xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm. Rồi em đốt pháo hoa dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này. Dạ. Nói chung là ở Đà Lạt thời gian đó là tụi em nói chung là đi hết tất cả mọi điểm trong thành phố Đà Lạt, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Dạ. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm. Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ. Lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. Vậy coi như ngày 50 đi, cứ cho những ngày 50 đi. Gặp thời gian là mệt mỏi luôn á. Một tháng là 1.5 triệu em, 1.5 triệu mà một năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à chứ. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Cũng may là cô rồi tới bây đó. Giờ hỏi thiệt, bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới dạ, bây giờ. Có lời một cục lời 5 tháng. Lời đó, một cục 5 tháng luôn. Rồi bây giờ nè, rồi tức là trong một năm đó là bạn không chấp nhận. Dạ. Nhưng mà qua đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ, có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. Lúc qua đó một là, năm á là cái dạ, quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Mình thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là mình phải lựa chọn. Bắt đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Lúc đó làm sao tự nhiên một năm ta săn đón mình, đưa mình đi khắp nơi, dạ, đầu tư đủ kiểu đúng không? Dạ. Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ cũng khó chịu. Xong rồi cái mình cũng con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó. Rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó con mới chịu. Hỏi nó nghe nè. Dạ. Lúc vậy mấy cái đuôi kia thì sao? Tại vì ở Nguyên dạ, nói là không có cái đuôi nào mà chịu hết trơn á, nhiều người đeo đuổi nhưng mà không có chịu ai hết luôn. Dạ đúng rồi. Đó, đúng là cái duyên đó nghe. Tại sao cuối cùng lại chọn cái đuôi này? Có nghĩa là có bốn cái đuôi đúng không? Dạ. Rồi xong rồi tự nhiên cái đuôi này chặt một phát. Dạ. Rồi ba đuôi kia vẫn còn không? Dạ cũng còn. Hay là cùng một lúc là bốn cái đuôi nó chặt hết? Dạ không, mấy anh kia cũng còn đeo đuổi vậy đó, nhưng mà kiểu như là anh này cho con cảm giác là an toàn nè. Với lại kiểu như là ảnh ấm áp. Dạ đúng rồi. Với anh kiên trì lắm. Kiên trì, rất là kiên trì. Cho nên là rồi xong rồi con liên lạc lại với ảnh. Dạ. Rồi trong bao lâu thì ảnh trả lời con hay là ngay lập tức? Liền luôn. Liền luôn. Dạ liền luôn. Nhưng mà sau khi mà bạn liên lạc lại với con á, là cái lời tỏ tình thứ nhì là cách đó là bao lâu? Dạ là sau đó khoảng vài ngày thì có hẹn nhau đi chơi. Thì lần này tỏ tình nghiêm túc hơn. Rồi. Đó, cái lần đó tỏ tình là như sao nè? Dạ thì cũng vẫn đi xuống cái địa điểm quen thuộc là dưới Hồ Tuyền Lâm thôi. Con làm gì? Là lần gì? Này để bạn ở ngoài đợi. Thì ở Hồ Tuyền Lâm nó có một cái cầu, có đi ra một cái căn nhà để mình ban đêm người ta đốt cái đèn soi cho mấy cái thuyền bơi. Thì chuẩn bị sẵn mấy cái pháo hoa, cái xong rải khắp cái đó, xong bắt đầu đi một vòng đốt cho nó cháy lên, xong rồi dẫn bạn ra và hỏi nếu mà bây giờ mình quen nhau thì lúc đó vẫn xưng tên thôi, Nguyên muốn
có một cái câu chuyện tình yêu nó nghiêm túc và một cái câu chuyện tình yêu nó sẽ đi với nhau thật là lâu. Dạ, tại vì trước đó là con cũng có quen nhiều người rồi nhưng mà chỉ là không có cảm giác là yêu, chỉ là thích thôi. Nhưng mà cái mà ấn tượng nhất trong một năm theo đuổi bạn này là bạn rất là cá tính. Và những con gái Đà Lạt thì lại không như vậy. Con gái Đà Lạt thì kiểu nhu mì. Nhu mì rồi nói chung là công chúa. Còn bạn này rất là cá tính nên cảm thấy bạn ôi sao bạn này lạ quá. Càng tìm hiểu càng thấy thích như một người con trai vậy đó. Có lúc thì giống như là hai thằng bạn đi với nhau. Rồi có lúc thì khi mà con cảm thấy có cuộc sống nó có những cái buồn thì chia sẻ với bạn này thì cảm thấy là có thể san sẻ được, rồi có thể đôi khi dựa dẫm cho bạn này nữa. Nên nó mang tới nhiều cái cảm xúc. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con vừa mới học xong trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật chuyên ngành du lịch thì con có đi ra làm ở Lễ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền, cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không, phải là nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Cái đường từ Biên Hòa đến Đà Lạt xa chứ bộ. Đúng rồi, lên xa. Đà Lạt rồi lúc đó nếu mà gia đình có mẹ lên đó thì không gì. Còn nếu mà không có mẹ đi lên Đà Lạt rủi ông này ông dụ làm gì rồi sao? Đúng không? Dạ. Nhưng mà hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn trao cho. Tới 8 năm luôn hả? Dạ. Ủa sao mà giữ cho tới thời gian lâu dữ vậy? Tại yêu xa cũng mấy năm mà hả con? Yêu xa mấy dạ năm? Yêu xa 6 tháng. Rồi xong rồi yêu xa 6 tháng. Rồi ảnh xin bố mẹ đi xuống Sài Gòn để ở gần ở với chị hai để ở gần con hơn. Dạ, lúc đó thì ảnh xin xuống Sài Gòn để học DJ. Xong rồi ảnh ở Sài Gòn con ở Biên Hòa. Thì hai đứa cũng gần hơn rồi. Dạ. Vậy mà vẫn giữ gìn được cái 8 năm. 8 năm luôn. Dạ. Hay quá, hai đứa này đáng yêu ghê. Mà lý do vậy? Do dạ tại vì kiểu như là gia đình con nói chung là gieo cho con từ nhỏ tới lớn à, kiểu như là để dành cái thanh xuân cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ nên là không có cho. Xí nó nghe nè, không dạ. Cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Nhưng mà được cái cho là... rồi có giận không? Cái mặt ổng dạ, sao? Nói chung là cũng dụ cũng nói chung là cũng đòi cũng dụ đủ thứ nhưng mà được cái là rất là cưng rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi tôn trọng. Rất là không tôn sao trọng đâu em. Dạ, rất là tôn trọng chứ không phải là muốn cho bằng được. Nếu dạ. Lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Rồi là tụi sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa là 11 năm luôn. Sau bắt đầu dạ. Trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình dạ. Cưới đúng không? Dạ đúng. Mà thực sự là tụi con có cảm thấy hòa hợp với nhau không? Tụi con dạ có. Hòa hợp không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Dạ. Dạ. Ủa nhưng mà anh thắc mắc hoài, tới 12 năm mới cưới là sao? Dạ thật ra là 11 năm là vì do gia đình hai bên là không có kinh tế khá giả. Đó. Là dạ. Nên họ chủ động được cái chuyện cả đó. Cả hai là quyết định là tự chủ. Là nhưng mà em con cầu hôn bạn này là vào một cái ngày cũng khá đặc biệt, đó là cái ngày 7 tháng 7 năm 2017. Thì số 7 đó. Cái ngày đó nó con đã mua cái nhẫn cầu hôn trước đó khoảng nửa năm rồi. Này cũng chuẩn bị rồi nhưng mà vẫn chưa sẵn sàng. Thì tới ngày hôm đó thì khi mình thức dậy mình cảm thấy ồ cái ngày hôm nay nó thật đặc biệt luôn, thì mọi thứ nó đến giống như là cái tình yêu này nó đến một cách tự nhiên vậy đó. Thì quyết định là đặt hoa, đặt bánh, rồi đặt nhà hàng. Rồi xong rồi cũng hẹn bạn này đi ăn, rồi xong cũng làm một cái màn cầu hôn gọi là cho bạn cảm giác bất ngờ. Cũng hơi rung lắm. Đến mức độ mà không có nhờ ai quay phim hết, thì rất là may là có một cái bạn nhân viên thì bạn móc điện thoại ra bạn quay lại cái khoảnh khắc đó. Thì anh chị nhớ cái lúc đó là quỳ xuống và chị nói rằng là em có chấp nhận làm vợ anh không, còn những cái câu sau đó thì quên mất tiêu rồi. Quên chừng bây giờ là nhất quyết không nhớ luôn. Anh chuẩn bị rồi, anh kiểu giống như là bữa đó thấy ảnh cứ nhẩm trong miệng cái gì đó giống như là lên sớ sẵn vậy đó. Xong rồi cái tới lúc mà ảnh tặng hoa xong cầm bánh kem ra là con thấy ảnh run quá thì run. Sao tự nhiên quỳ gối xuống mà con cũng bị đơ luôn. Mà
anh quên thoại, quên lời hết trơn, không biết nói cái gì với con luôn. Anh chỉ nói là con chỉ nhớ được một câu là em có đồng ý làm vợ của anh không, rồi cái gì nữa đó, rồi xong rồi nửa đời còn lại sau này của em thì hãy để cho anh được chăm sóc nha. Câu đó trời cũng may là ông nói là vẫn đúng chính tả đó. Dạ. Chứ như vậy là cái đêm đó là cô ấy trao cho Nguyên luôn đúng không? Dạ không, trước đó trước trao đó rồi. Trao rồi thì bây giờ mới phải cầu hôn để có trách nhiệm cũng nhiều chuyện. Em hiểu không? Là phát triển tâm lý là phải như vậy. Dạ. Đó. Nói chung là từng bậc. Dạ, từng nói chung là cái chuyện tình yêu này nó hơi cổ điển. Không. Dạ. Nó rất đẹp nha. Nó rất đẹp. Thế mà bây giờ anh tò mò muốn biết là bây giờ cuộc sống hai đứa là khá hơn rồi đúng không? Dạ cũng đỡ mà. Dạ cũng tại đỡ. Tại vì ảnh hưởng do dịch á, từ 2 năm qua thì cái công việc ở Nai Lai thì nó bị ảnh hưởng nhiều. Trước mắt là công việc DJ là. Dạ. Nói chung là hai đứa cứ yên tâm là cả thế giới chứ cũng phải riêng gì Việt Nam mà không có riêng gì gia đình hai đứa đâu. Nhưng mà bây giờ mình ổn rồi phải không? Dạ. Bây giờ từ từ mình phải ổn thôi. Mình phải ổn thôi. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia. Tới cái vụ kia đi. Đó. Sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, bây giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Thấy sao mà nó đẹp quá. Anh thương nó chiều em vậy lắm. Dạ, anh chiều, anh rất là chiều ạ. Anh chiều dữ lắm, chiều luôn. Mà chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì á, nói hoài. Bực lên là cứ nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng nó như thế nào? Thì anh tự làm đau mình thôi. Thì anh chịu nóng lên, nói mà con không nghe. Dạ. Đấm tay vào tự tường. Tự đấm tay vào tường. Rồi có đập kiến không? Dạ không. Đập đồ không? Nói là con lắng nghe hay là sau đó thì anh cứ nói hoài. Mỗi lần mà con nói, biết rồi đừng nói nữa. Cái là anh nói sai, thấy anh thấy sai anh nói cho nghe, tại sao mà cứ cãi anh vậy? Tự đấm tay vô tường. Dạ. Có bao giờ đập đầu vô tường chưa? Dạ chưa. Có vậy cái đô lần nhẹ, đô này còn nhẹ lắm. Đô kia kìa đập cái đầu. Đập điện thoại luôn. Hả? Đập điện thoại luôn. Dạ, lần đó là con giận. Mà có bể không? Dạ bể. Đập điện thoại là phải bể chứ. Dạ bể. Sức đàn ông mà. Cái điện thoại như tại vì nhiều khi đập lên cái ghế salon rồi sao? Đó. Giận. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng lắm. Tính. Nhưng mà dạ, có lớn tiếng lắm. Với em không? Có lớn tiếng với... Dạ lớn tiếng. Cọc thì lớn, thì rất lớn là lớn tiếng. Lớn tiếng với giận là cãi vã đó. Cãi vã luôn. Rồi mỗi lần mà thường như vậy là tại sao? Những cái lúc mà con đập đầu đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Không, ý là con dồn nén những cái việc áp lực ở bên ngoài công việc của mình hay là với vợ? Khi cãi nhau với vợ rất là hiếm. Mà mỗi lần cãi là rất là to. Tại vì cứ những mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt vãnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra. Nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Thì nhưng mà trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Ok. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều cái áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì ít lại, tại vì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình. Yes, đúng rồi đó. Có nghĩa là khi mà đến cái độ tuổi mà mình cảm thấy là mình đủ sức để mình gồng gánh gia đình, mình phải là trụ cột, thì những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa. Tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ, nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy, mình đang định nói cái gì vậy. Anh muốn hỏi là trước khi chồng em chia sẻ cái điều này, em có biết chồng em tại sao có những cái phản ứng như vậy không? Là chịu đựng. Em có biết không? Dạ, do công việc rồi nói chung là cuộc sống khó khăn. Nên là ảnh dồn nén mà ảnh không có tâm sự được với con á. Không phải là không tâm sự được mà không có dám chia sẻ, sợ là thêm gánh nặng về cho vợ mình. Tại vì mà ổng đi làm về, ảnh đi làm về là lúc nào cũng coi con buổi tối cho con nè. Rồi cơm nước này kia nọ là ảnh cũng nấu, nhiều khi ảnh cho con bú sữa đêm, canh con ban đêm cho con ngủ không à. Mà ở ngoài đường thì áp lực nhiều việc ảnh cũng không nói được, thì mình nghĩ là lúc nào ảnh cũng ổn. Rồi tới khi mà ảnh bùng nổ thì ảnh trách là anh đã nhiều việc rồi em còn không có san sẻ được mà còn trách anh này trách anh kia, cho nên là ảnh mới bùng nổ vô. Bây giờ này cô Đố, con biết tại sao vợ khóc? Đố tại thương chồng. Đó, tức là cái giọt nước mắt này là do là
là như thế nào? Có nghĩa là cổ tưởng tượng lại những lúc mà con như vậy, cổ tủi thân hay là vì lý do nào khác? Em... theo con thì có nghĩa là con thì con cảm thấy là đây vừa là giọt nước mắt hạnh phúc mà vừa giọt nước mắt chắc bóc nữa. Có nghĩa là tại sao anh không chia sẻ với em? Tại vì em vẫn muốn chia sẻ và vẫn muốn, có nghĩa là san sẻ tất cả những vấn đề với anh, tại sao anh không nói, là tại sao anh cứ cố gắng chịu đựng một mình như vậy? Cô thì cô lại có một cái cảm nhận khác con một chút xíu, có nghĩa là tại sao vợ con khóc, là bởi vì như vậy con hiểu đâu, khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á, đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nó nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực, chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy, không phải, mà nhìn cái hình ảnh cái người chồng mình như vậy, chịu không nổi, tại mình biết chồng mình rất là đau, rất là khó chịu, rất là khổ, nhưng mà không biết cách nào. Đó, nó là như vậy. Ví dụ như người chồng mà đánh người vợ lại khác nha, mà tự làm đau bản thân mình để kềm cái cơn giận xuống, để kềm những cái gì mình cần giấu xuống, thì cái nỗi, tức là cái lòng yêu, lòng thương của người vợ nó khủng khiếp lắm. Bây giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên, có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Thương và rất là, con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn đúng không? Đó, nó là như vậy đó. Cho nên cô nghĩ là sau đây thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa. Đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Vì 5-6 tháng, em bé mới 5-6 tháng đúng không? Đó, mà bây giờ lại còn đứt ruột với chồng kiểu đó nữa thì là rất là tội nghiệp. Cho nên thôi đi con. Mà Nguyên nãy nói là dạo gần đây là hết rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Từ lúc mà có con là thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà từ lúc mà có con cho tới bây giờ thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái sự giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Là nói chung là câu chuyện này nó cũng không có gì hết, là tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Thì vừa làm xong thì là lo đi liền. Là lúc đó là không có bật 3G trên điện thoại. Thì lúc đó vô tình là vợ gọi vô. Gọi vô là để cho nói chuyện với con trai. Nhưng mà lúc đó gọi không được thì gọi phi tay không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á. Thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghen lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search, em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Là bạn này có cài cái chế độ là tìm kiếm nhau trên điện thoại. Thì con có giải thích, rồi cũng có chụp hình nói chuyện với quản lý trong cái khoảng thời gian đang làm việc đó cho bạn xem, giải thích cho bạn. Thì bạn này bắt đầu cũng hơi nguôi. Tự nhiên lúc đó thì con này cũng thấy oan ức quá. Tại em đang đi làm mà, cũng thấy oan ức quá. Rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Cái xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh, anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ đúng nó rồi. Cũng có những cái nó bất ổn. Mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Nhưng mà vẫn cảm thấy là vẫn chưa đủ. Chưa đủ với vợ lúc đó. Cũng tâm lý lắm nhưng mà không hiểu sao là tại sao mình tâm lý như vậy. Mình hết ngoài cái thời gian làm việc lúc nào mình cũng ở nhà mà. Nhưng mà tại sao vợ vẫn ghen dữ vậy? Và mặc dù là định vị thì con vẫn bình thường luôn. Con không có suy nghĩ gì về cái vấn đề là định vị hay gì hay không á. Thật ra là nếu mà cài cái đó vô thì bạn này có đi đâu, đi làm xa thì con vẫn biết được là bạn có an toàn hay không. Nên cũng không có đặt nặng nhẹ cái vấn đề đó. Nhưng mà không hiểu tại sao là ghen dữ vậy. Hai vợ chồng có cãi nhau lớn tiếng thì cũng khá căng thẳng. Nhưng mà nó hết nhanh lắm. Khi đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi, ngày hôm sau lại bình thường. Khi nào đòi ly dị không? Dạ không. Rồi hai đứa chưa bao giờ cãi nhau đến cái mức mà phải đòi chia tay chia chân. Dạ đúng rồi. Như vậy là quá vậy tốt thì rồi. Quá tốt rồi. Và nhất là khi mà con đã nói, Nguyên đã nói được cái điều là nhìn con mình xong tất cả mọi thứ bỏ qua hết. Bạn đã hiểu được như thế nào về gia đình. Rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Giờ con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tố con là tánh con hơi nóng tính. Còn vợ con sao? Tại vì tính con là
nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Cô ấy cũng nóng. Nhưng mà đây là quánh thẳng luôn. Quánh thẳng luôn hả? Bật thẳng luôn hả? Tay luôn. Chắc lúc đó ỷ nó xanh trước á, nó có quyền quánh con á. Rồi nói chung là. Nhưng mà quánh sao? Quánh đau, đau thiệt không? Đau quánh yêu. À đau. Rồi con sao? Quánh mạnh tay. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Chịu trận luôn chứ không có. Không có dám phản kháng, không dám phản kháng gì hết. Rồi nó nghe nè. Chị không thương em gì hết rồi. Người ta giận người ta đấm tay vô tường. Còn cô giận là cô như cô bụp ổng luôn. Đã, vậy lúc đó phản ứng của ổng á. Dạ ổng hay nói là anh nói nhiều nhưng mà anh làm hết. Em cũng nào cũng vậy á, em im một cọc lên đánh chồng thôi. Không nói mà làm nữa. Cọc bụp chồng luôn. Cho nên là hai vợ chồng như là bù trừ cho nhau vậy. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Con thưa nó đi con, nó bạo hành con thưa nó đi. Ê, nhưng mà đánh con đánh nguyên xong rồi đó. Rồi chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi. À cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần là phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền. Rồi cũng cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con. Con có con trai đó, nó bắt chước con đó. Sau này vợ nó khổ đó nha. Thiệt. Nó vừa thêm cái tánh đánh cọc của con, cọc của ba nữa, cọc cái cọc của ba. Nó là coi như con vợ kia là xong hàng luôn đó. Hiểu chưa? Bỏ liền tay. Dạ. Rồi ở tật xấu là nóng lên là bụp mình luôn. Rồi bây giờ cái còn tật xấu gì nữa nè? Dạ không, thực ra thì chị có cái thích mua sắm không? À đúng rồi, rất là lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong rồi cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là hay cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. Quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, là thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích live stream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh là bảo mặt không hả? Người ta bán không? Bây giờ bây giờ nhiều quá rồi xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Trời. Con có mua đồ cho chồng mặc đồ second hand không? Dạ không, đồ của con thì đồ nữ không? Đồ. Dạ. Mua đồ second hand về để bạn làm ăn. Dạ. Live stream bạn bán. Đó, nhưng mà tại vì thời chưa tới nên là không có ai mua. Chưa có dèm mua quá. Cuối cùng là đi làm từ thiện. Dạ. Thì cũng được. Bây giờ mình mua đồ second hand bán được, mốt mình mua cái khác. Mình chuyển gọi là chuyển mặt hàng để coi là cái năng khiếu buôn bán của mình tới đâu. Dạ. Không biết ngôn vậy đó. Hay đồ ấy xong cái đồ nào mà thanh lý là thanh lý lại hay thử á. Dạ. Cái đó cũng dễ thương. Rồi còn thằng xấu gì nữa không Nguyên? Dạ hết. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi rồi tiếp xúc nhiều người, thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích, con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm, thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Thì nhưng mà trong cái suy nghĩ là gia đình vẫn là trên hết thôi, nên cũng không muốn đánh đổi gì cả, nên chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Bây giờ cô á, với hai đứa này, cô chỉ có một cái ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Thực ra cuộc tình của tụi con quá đẹp, đẹp quá đi, mười mấy năm trời đúng không? Qua bao mà đúc kết lại là nếu mà tưởng tượng nha, nãy giờ cô nghe tụi con kể chuyện á, là cô tưởng tượng là toàn những khung hình đẹp thôi đó. Như chú này, chú Thuận là đạo diễn là đúng không? Em đã nghĩ ra là một cái câu chuyện về một cái mối tình mà thanh mai trúc mã quá đáng yêu, vượt lên bao nhiêu trở ngại đúng không? Vượt qua bao nhiêu cám dỗ để yêu mà đến được với nhau mà lại là nam thanh nữ tú, giữ cho nhau thật là kết, đúng không? Thành ra nó quá đẹp đi, nó chỉ trong phim ảnh, trong cổ tích thôi đó. Vậy đó mà tụi con có được. Thành ra đã có được thì phải giữ được. Con hiểu không? Và cô chỉ nói con vậy nè, con rất là đẹp, con rất là gợi cảm, con rất là quyến rũ, con có tất cả những cái gì của một người phụ nữ đẹp mà chồng mình phải là người giữ mình, chứ không phải là
mình là người cần thiết phải giữ chồng. Cái đó cô nói nghiêm túc. Cái đó là cái thứ nhất về ngoại hình của con. Cái thứ hai là cái tài sản con có bây giờ là cái hột xoàn của ảnh, là cái thằng cu mà 5-6 tháng đó. Hiểu không? Coi như con nắm linh hồn của ảnh luôn rồi. Nắm linh hồn. Mà cái người chồng của mình hoặc người vợ của mình á, thân xác không là cái gì hết, cái linh hồn, cái tâm hồn mới là cái quan trọng nhất. Con nắm hết rồi, đúng không? Cho nên rằng á, nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng, đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này, cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi. Bạn không giống như bạn hồi đó đâu. Tại vì con phải đợi cái đó là một năm hơn. Thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại. Bạn sẽ trở lại như một người gọi là bình thường trước đó, trước sinh. Đúng không? Cho nên bây giờ là lâu lâu có những cái cơn mà do nội tiết tố nó bị tiết ra nhiều quá em. Không có kềm hãm được. Đúng không? Tại vì sợ chứ. Vì quá yêu chồng mà. Quá yêu chồng thành ra tưởng tượng. Trời ơi! Một khi mà cái bà nội tiết tố bà tiết ra rồi nha, tưởng tượng cũng dữ hơn ta. Nóng giận cũng dữ hơn người ta, hiểu không? Mà ngộ lắm. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Còn về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp, cho nên con đừng có sợ gì hết trơn trọng. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, cái dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này. Đúng rồi. Em nói chứ. Dạ, tại vì hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa con. Dạ. Là mấy năm? Mấy năm? Dạ, 2 năm. Wow. Cưới 2 năm rồi. Cho nên là. Trời ơi. Sao nữa nè, vợ nói tiếp đi sao nữa. Con muốn nói gì với chồng? Chưa gì là chồng đã muốn trao gửi cho vợ rồi đó. Em sẽ thay đổi, cố gắng thay đổi, tin tưởng chồng hơn. Chồng cố gắng nha. Hôm nay con muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn mà cái đây năm năm. Cái lần thứ nhì đó, phải không? Hồ Tuyền Lâm đúng không? Đây muốn nói một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không? Em đồng ý. Cảm ơn chồng. Chồng vợ cảm ơn thôi hả? Cảm ơn chồng. Có hứa với chồng thế, hứa đi đến đóng cột mà không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Chính xác. Em không nói gì. Này, anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, được, quá hay. Đó, giống như chị Dân nói là cái chuyện tình của các em nó giống như phim rồi. Khóc rồi. Và bây giờ khi mà các bạn đang hiện hữu ở đây với một cái hình ảnh này, thật sự mà nói là nó còn hơn phim nữa. Hy vọng là các cặp vợ chồng Son và các cặp vợ chồng khi mà xem được chương trình này và chứng kiến hình ảnh này thì Quốc Thượng mong rằng chúng ta hãy quý mến nhau, yêu thương nhau và hãy tận hưởng những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, giống như hai bạn nha. Xin cảm ơn hai bạn.